Ngoài lúc ngồi thiền, trong đời sống, lúc làm việc, học tập, mọi thứ thì làm sao giữ được tâm? Lúc đứng đi làm việc ngoài thiền, nhớ thân này vô thường, đơn giản vô cùng. Mà tại sao đơn giản quá vậy? Vì lúc đó ta còn rất nhiều chuyện phải bận tâm, làm việc, học tập đủ thứ hết. Nhưng mà chỉ cần còn giữ được một cái ý kèm bên cạnh mọi thứ là biết thân này vô thường, là ta giữ được chánh niệm, coi như là ổn. Chứ không phải giống như lúc ngồi thiền mà tập trung hết mọi việc để vào định, không có. Không có tập trung hết mọi việc để tu tập, không có. Vì lúc đó ta phải học tập, làm việc, sống lao động, học tập, làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại. Cho nên đâu có tập trung hết để mà thanh tịnh được. Nhưng chỉ cần giữ một cái chỗ là biết thân này vô thường, một cái ý đi kèm đó thôi là không sao. Nhưng mà nói cái ý đi kèm đó có vẻ đơn giản, là không đâu. Nếu mà mình dụng công đúng rồi, ngoài cái là cái ý ta biết thân này vô thường, sự thật ta có một cái cảm giác, ta có một cái cảm giác nó dính với thân ta, biết thân ta tự nhiên mà ta không cần phải cố gắng. Lúc nào cũng tự nhiên ta có cảm giác nơi bụng, nơi ngực của mình, nó dính ở đó, nó làm tâm mình rất là yên, làm cho mình dễ nhớ thân này vô thường.